Quỳnh, Moment. Rất nhớ Quỳnh luôn, Moment. Ồ, nhớ em Không, nhớ cái app của mày ấy, nhớ cái app của mày, Quỳnh. sao anh có thể nói như vậy được? Hôm nay đã là ngầu hơn chứ Quỳnh. Buổi chiều xem thấy nó khá là ngầu ấy. Đặc biệt là lúc em show off với con mèo ra, nhìn nó rất là ngầu luôn. Ngầu Đấy. đúng không anh? Phải rất nỗ lực ngày hôm qua. Rồi, với cả anh thích cái cách mà em ghi cái creative của cái bạn mà em lấy ấy. Đây là một sự rebase rất là xa trong ngành này luôn. Okay. Rồi, xin mời Quỳnh. Ok, mọi người thì app của mình đó, giới thiệu cơ bản đó, đây là một cái app mà hướng về việc kết nối và chia sẻ. Thì theo như mà mình cảm nhận hiện tại, cái thế giới hiện tại đó, thì mọi thứ nó diễn ra quá chóng vánh. Một lời nói gửi đi và coi như luôn, và có thể mình chả nhớ được cái gì về mình Đúng. nói, cái việc nữa gửi đi quá nhanh và bay đi quá nhanh. Thì cái việc đó mà những cái cuộc mà trò chuyện thực sự đó, kiểu như là deep shit đó, sâu sắc đó, thì nó dần dần cảm giác như nó biến mất đi. Thì chính vì vậy á, tôi có một cái ý tưởng về cái app mà chúng ta kiếm những người cùng quan điểm, đồng quan điểm mà chia sẻ với nhau về những quan điểm mà những thứ mình hứng thú đó. Vậy là một nơi ẩn danh mà chúng ta có thể bảo vệ danh tính, không có lo về vấn đề mà kiểu như một đám như là ôi bạn này sai rồi, thôi im đi chủ thớt, thôi ý kiến này quá sai quá sai quá sai, chúng ta không thể nói những lời nói của mình nữa, chúng ta sợ hãi. Chính vì vậy mà app mình ra đời. Thì giới thiệu như vậy thì tại sao và những cái pain point mà cái app mình nhìn thấy, thì hồi nãy là mình có nói sơ là vì chuyện giao hiện tại nó dần biến mất đi, những cái giá trị mà cái app mình sẽ mang lại đó, là mình tin rằng đó, khi mà mỗi ý kiến, mỗi cái thông điệp suy nghĩ chúng ta đưa lên hay nói ra đều là một ý kiến rất là riêng tư, và mọi thứ cần được tôn trọng một cách bình đẳng, không có nên phê phán hay phán xét bất kỳ gì hết. Có thì vậy nên mình nó hướng tới việc là khi bạn đăng một cái gì đó, bạn có thể nhận được nhiều lời comment lại, nhưng mà những lời comment đó không bị ai nhìn thấy, chỉ có bạn nhìn thấy comment của chính bạn. Bạn có thể ignore lơ đi những cái comment không hay lắm về người khác, của người khác. Bạn có thể đánh lại nó nhưng mà không lo sợ đến việc là đám đông chỉ xói vào bạn, mà chính comment bạn phản bác lại. Thì dần dần việc đó sẽ bạn bạn cảm thấy là mình tìm lại được lại sự tự tin trong chính lời nói của bản thân. Vậy đó, thì nói những giá trị và mà mình lại mang một mình nó sẽ đem lại, thì khoảng cách mà chúng ta tìm được bản thân, tìm được người cùng tiếng nói. Thì về giới thiệu về design element á, thì mình có hai dạng font, là một font đầu tiên là cho logo là font Brica, mình không chắc là đánh nhầm đúng không nha. Như vậy font mà chính ở trong app á, là pin, thì thấy có pin nó kiểu như nó trung tính á, nó kiểu nó đủ, nó dễ thương để tiếp cận với mọi người và nó cũng dễ nhìn nữa. Những màu chính mà mình đưa ra thì app mình thiên về màu vàng, thì đơn giản là Quỳnh cảm thấy như là cái app, cái màu vàng là cái màu mà nó tác động đến cảm xúc rất là nhiều quá. Cái màu này khi mình tìm hiểu thì cái màu vàng đem lại sự, nhưng mà nó màu vàng sáng, màu vàng của mặt trời, thì Quỳnh dùng cái màu vàng nó nhẹ hơn một chút để kiểu một sự tác động nhẹ nhàng đến con người, không quá nặng nề cũng không quá sáng chói như mặt trời. Màu thứ hai là màu xám, mình dùng theo một cái scale màu xám, có nghĩa là cái hàng từ đậm đến nhạt của màu xám, thì đây là hàng rồi. Màu text color là cái màu mà hơi đen đen xanh một chút. Rồi hai màu dưới là màu dành cho thông báo thành công và thông báo thất bại. Cái resort thứ ba là cái resort cho avatar, thì mình thấy resort này trên trang gcg.io.io. Tiếp đến về user flow và wireframe thì mình kết hợp hai cái này lại, thì mình thể hiện trên ba cái flow chính. Là đầu tiên là như đã nói ban đầu là về tính bảo mật và an toàn về thông tin cá nhân. Thì cái việc mà sign up đầu tiên là mình sẽ đi, mình không có yêu cầu quá nhiều, là chỉ có ba bước thôi. Đầu tiên là nhập username, password, sau đó chọn avatar, rồi cuối cùng là chọn topic bạn hứng thú, là mình có thể hoàn tất được một cái flow trong đăng ký. Thứ hai là flow connect
kết nối thì là mình có thể kết nối dựa trên một cái section riêng, là một kết nối dựa trên những gợi ý của hệ thống đưa lên, hay là dựa lên những bài viết mà mình cùng chủ đề với mình hứng thú. Rồi hầu hết nó sẽ dẫn đến nó sẽ dẫn đến là một cái trang để viết thư và kết nối đến người khác. Thứ ba là một nơi để chứa lại những cái điều mà bạn đã nói với những cái user khác. Thì flow thì nó đi thẳng một đường trái sang phải, là đầu tiên là mình thấy thư của họ rồi đến mình view cái thư, mình coi cái thư của họ và sau đó mình reply lại bằng thư và lời nói của mình. Đến với giao diện UI á, thì như ở trên thì có wireframe ở dưới mình thể hiện trực quan hơn bằng cái ba flow. UI cụ thể hơn là setup, thì setup thì mình đã nói chọn tôi biết thôi. Avatar tính ẩn danh nên cũng mình cũng lấy những avatar nó không có thể hiện khuôn mặt hay gì, nó chỉ là những cái animation minh họa. Ở dưới thì đến flow là đến connect. Ở trang homepage thì mình có cho phép nhiều dạng content post, content bài viết, thì có content bằng hình ảnh, video, audio. Thì có hai chương trình lớn trong cái homepage là For You và Connection. For You là những bài viết mà hệ thống gửi lên, là họ có cùng một cái chủ đề mà họ đang nói về chủ đề mà bạn đang hứng thú tới, bạn đang muốn biết tới. Connection là những cái bài post mà của những người mà mình đã connect tới họ. Thì mình có thể từ cái homepage này mình liên kết tới những cái người mà những bài viết bạn hứng thú, rồi bạn nhấn vô bằng tìm hiểu về những cá nhân user đó, rồi rồi từ đó bạn có quyết định là bạn có muốn kết nối tới người đó hay không. Thì trên profile cá nhân của user thì mình có chia thành bốn tab, bốn bốn cái cách riêng, là cách cho tất cả các post, cách cho photo, cách cho video và audio. Thì đúng như cái tên thì mỗi cách thì nó sẽ xuất hiện những cái bài tương tự như vậy, như là tất cả post thì hiện tất cả post, post cho cái cách cho hình ảnh đó thì hiện những post mà có hình ảnh trong đó. Thì thì qua nếu như mà muốn biết thêm về những topic mà họ hứng thú hay cần topic mà user đó hứng thú, thì mình có thể nhấn vô data hoặc là mình nhấn vô topic, cái cục topic hay là cái phần ở trên bên cái trang ở giữa, mình thấy được nhấn vô được cái trang và được cái trang bên phải, mình thấy được rõ hơn về những chủ đề họ hứng thú, hay là cái code mà họ nói có thể nhiều thì mình có thể coi được không. Như nói nãy là từ homepage mình có thể sang một cái section là section mà friend, thì đây là những người bạn mà cùng chủ đề, thì họ có một vòng highlight, là kiểu như là họ đứng xếp càng cao thì có người này á có một họ họ sẽ có một sự nổi tiếng nhất định trong cái bài post mà họ đăng lên trên hệ thống, có nghĩa là bài post của họ được nhiều sự chú ý. Họ được nhiều sự chú ý, họ kết nối nhiều thì họ sẽ đặt trên một vị trí cao trong cái hệ thống của mình này. Trong thư thì mình chỉ viết những điều mà mình muốn nói với họ, kiểu những quan điểm mình muốn chia sẻ, những suy nghĩ hay là những lời nói mà chủ đề mà họ nói trong post, mình muốn nói thêm với họ những điều đó. Thì qua trang viết thư mình sẽ viết suy nghĩ bản thân trong đây. History thì một nơi để giữ và lưu trữ những cái thư mà mình đã trao đổi giữa hai bên. Cuối cùng là Animation, nên mình dùng Animation rồi. Thì cuối dạ đơn giản thì vậy thôi. Ác mình Ok, rồi. Cái app của cảm ơn Quỳnh, mọi người. cái quan trọng của Quỳnh, mình phải nói cho mọi người nghe đó là ở đây ấy, nó private là private cái gì? Em phải nói rõ ra và em phải highlight cái text nó lên. Vì cái app em ấy, cái trải nghiệm duy nhất và độc nhất của em ấy là sự minimal trong cả trải nghiệm lẫn cái tương tác nội dung đúng không? Đó là one to one đúng không? Một một thôi đúng không? Tất cả đều một một đấy đúng không? Thì em cần phải nói rõ cái việc đó là một một đây là nó sẽ một một dựa trên những cái gì? Thì cần ở cái tính năng về Lester như thế này là connect Lester hay là suggestion friend này này, thì em cần phải ghi rõ ra đó là cái UX ở đây đó là mỗi một người ấy, khi mà connect với một ai đó thì cái trải nghiệm đó là họ sẽ tìm được những người mà liên quan đến họ, nghĩa là câu từ nó phải rõ lên. Em và Sơn ấy và cả ai ta vừa nãy em với Sơn với cả ai nhỉ, một người nữa, khi bọn em trình bày đừng viết văn như này, anh ấy nói là đừng viết văn hiểu không, bọn em phải highlight cái dòng nội dung chính lên để người đọc ấy họ hiểu được nhanh đó là à cái tính năng là cái gì, cụ thể là cái gì, chứ không phải đọc nhiều chữ như thế này, nhớ không Quỳnh? À,
kiểu em đi làm PR marketing ấy, những campaign hay những cái event của em ấy, idea về creative ấy, thường thường em sẽ phải highlight nó lên thật là rõ để talent của em hay là đối tác của em khi họ nhìn thấy họ hiểu được, họ mệt được luôn cái anh đó. Cái cách em đang build up sản phẩm này ấy, nó giống cái cách mà một người làm marketing họ làm hay là một người làm truyền thông họ làm, họ đi thẳng đến một chiến dịch cụ thể luôn. Cái trải nghiệm này nó giải quyết một vấn đề cụ thể để mang lại một cái lợi ích cụ thể luôn, thì anh cần em phải ghi rõ như thế luôn. Thực ra trong đầu em thinking cái việc đấy rồi, thì ở trên cái file reason này em có phải ghi rõ như vậy luôn. Khi mà em thường thường là mọi người sẽ khi mà xong phần design thì anh nói là đấy là cái phần trình bày hay là cái phần nói về cái ý tưởng của mọi người nó rất là quan trọng. Thì cái cách fix đơn giản đó là khi mọi người không có khả năng mà viết nó dài và nó dài mà nó bao quát đấy, mà cũng không có thời gian để làm đó, thì chỉ cần viết shortcut thôi, viết đúng cái ý chính. Ví dụ app của Quỳnh đó là nói ở đây đó là viết về tính năng, đó là khi một người đó tương tác với bạn thì họ sẽ được tương tác với những người mà liên quan đến bạn, đó là mày sẽ tìm được những người có cùng quan điểm với mày, ok, mày sẽ được trao đổi với những nội dung mà chỉ có mày và nó biết thôi. Tức là em chỉ cần focus nhấn mạnh vào hai cái ý thôi, thì nó như thằng Tinder ấy, khi mày quẹt ấy, mày chỉ mỗi lần mày quẹt mày upset một người thì mày sẽ được chat thẳng với người đó luôn, nhưng với điều kiện là người ta có phải upset lại mày, em hiểu không? Nghĩa là cái trải nghiệm nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Thì anh cần em phải làm rõ cái trải nghiệm nó lên, rồi em cho chồng biết là tại sao chúng ta cần trải nghiệm này. Thì em phải nói ra bởi vì mỗi cái quan điểm này kia ấy, thì như mày nói cái pain point là khi mà chia sẻ một quan điểm lên cộng đồng hay là chia sẻ một quan điểm lên network hay là social ấy, thì sẽ bị rất nhiều người đáp đá, rất bị nhiều người phản bác, trong khi những người đấy chả liên quan đến topic đấy hay là chủ đề đấy, chỉ đơn giản là họ đọc cái comment của mình và họ ác cảm với mình thôi. Thì cái tính năng của tao ra đời là tao sẽ nhận xét của tao sẽ gửi thẳng đến chủ thớt, nghĩa là thằng owner cái thớt đó, và chỉ có tao với nó nhìn thấy thôi, và tao sẽ tương tác với nhau mà không bị ai soi mói hay là cái gì cả. Cái này ấy em làm ấy, đó là một dạng nâng cấp của Zalo ấy. Thì cái định nghĩa của Zalo rất là hay, đấy là khi em không phải là bạn bè của, khi mà em comment vào một topic ấy, mà nếu cái chỉ có những người nào là bạn bè của em hoặc đã connect với em thì mới xem được cái comment của em thôi, còn nếu mà là khách hay này kia thì sẽ không được xem những comment topic đó của em. Về bản chất là cái tính năng này nó đã được hữu dụng rồi, nhưng của em là em sẽ tách biệt độc lập ra luôn, em sẽ làm một app riêng luôn và em chia sẻ những cái quan điểm đấy. Thì nghĩa là khi mà em bước ra em mang một tính năng key của một sản phẩm lớn build up thành một cái app riêng biệt ấy, thì em cần phải cho người ta biết là nói rõ ra những cái problem và những cái solution, ngoài những cái việc mà nói về trao đổi về các nội dung topic thì ta cho phép người ta tương tác với những cái hình ảnh, những video, những đoạn voice như thế này. Nghĩa là em phải làm nổi, bởi vì cái app em nó đơn giản thì em phải làm nổi bật những cái điểm sáng lên, bởi vì những app mà đơn giản ấy thì khi mà em nói về feature thì feature nó chính là điểm sáng của app của em, nó sẽ giúp người ta thấy là cái app này nó thật sự là cần thiết cho cái thị trường này. Anh nghĩ được em cần phải thinking hơn nữa Quỳnh, đó là ngoài việc đó là tạo lên một nhóm giữa một với một ấy, thì ngày nay ấy nó có thêm một cái trải nghiệm nữa về cái việc tương tác hóa nội dung độc quyền như này này. Thì nó có một cách ấy, là em nghĩ thằng Clubhouse nó đi ra từ chính cái idea này của em luôn. Nhưng Clubhouse nó đi theo hướng là thay vì là nó mở ra một topic cho toàn bộ tệp user hay là toàn bộ số đông người thấy, thì nó sẽ mở ra một topic chỉ có 3 đến 5 người. Như nào nó định nghĩa là một hội nhóm bạn bè thân ấy thường thường sẽ rơi vào tầm 3 đến 5 người, chứ không phải là 1 với 1, ok vẫn có, nhưng mà dưới 1 với 1 thì còn từ 3 đến 5 thì nó mở ra một tính năng ấy là cho phép một cái nhóm mà 3 đến 5 người chia sẻ một quan điểm gì gì đó. Thì trong những cái đấy sẽ khi mà trên 2 người thì sinh ra tính năng voting ấy, nghĩa là biểu quyết hay này kia, để nghĩa là đưa ra những quan điểm phản biện mạnh mẽ. Thì anh nghĩ là em nên nâng cấp thêm cái tính năng đó cho cái app này. Hãy suy nghĩ hơn nữa về việc ấy, em phải suy nghĩ hơn nữa về việc là private đây ấy, là private như thế nào nữa. Mà cái việc là chat 1-1 như này thì em phải thêm cái tính năng là watch ở dưới về app ấy, đó là người dùng khi mà họ đã sử dụng một cái app private là một này, thì ấy, họ sẽ rất sợ là lộ thông tin cá nhân hay là lộ thông tin về những cái đoạn mà nhận định về một chủ đề hay một tiêu đề gì đó, đúng không? Thì cái trải nghiệm đây là em sẽ phải làm là đó là không cho phép người ta là screenshot màn hình, nghĩa là chụp ảnh màn hình là một này, ok, rồi em không cho phép người ta là chia sẻ những cái chủ đề này ra bên ngoài là hai này, những cái đấy em phải ghi ra vì nó là UX. Rồi tiếp đến là em phải nói cho người ta biết đó là những cái nội dung này khi mày trải nghiệm bên tao ấy, mày sử dụng app trên tao ấy, thì nó sẽ tự động xóa sau ít ngày ít time thì gì đó, để mày sẽ không bao giờ bị lo bị lộ dữ liệu ra bên ngoài. Thế là em phải nghĩ đến những cái tính năng mà tự động hóa mà cái app của em ấy nó sẽ giải quyết được cho người dùng, mà người dùng họ không phải care nữa. Nghĩa là khi mà họ xài app của em thì chắc chắn là private luôn, chắc chắn là cá nhân hóa luôn, chắc chắn là bảo mật luôn, ok. Ok, thế thì anh nghĩ là khởi đầu thôi, thì cái app này em update thêm, rồi sau đó dựa trên những cái này phải làm cái app khác thôi. Anh thấy mày hợp với những app làm dạng social network này, thì có thể làm những cái app về social như kiểu là network ngày nay, như kiểu video ấy, như TikTok hay là YouTube chẳng hạn. Đấy là những cái ngành mà nó rất là lớn.
thì có thêm nhiều idea đó, thì anh nghĩ là cái việc mà portfolio của em và cái mindset, cái sense của em nó sẽ được update nhiều hơn thôi. Rồi, rồi, cảm ơn Cường.